Mình xin chào mọi người ha. Hiện tại thì mình đang đứng ở ngay chỗ gần cái bot BOT của Đức Long Gia Lai của bot đất sông này anh chị này. Là từ cái nơi này thì mình di chuyển đi về á, về ngay chỗ thành phố Gia Nghĩa thì mất khoảng cỡ tầm 25 cây anh chị. 25 cây là về tính về tới trung tâm ủy ban của thành phố Gia Nghĩa. Là bây giờ em sẽ di chuyển theo cái cung đường này anh chị này. Và đây là cái mảnh đất hôm nay là em giới thiệu anh chị là gần bot giao thông ha. Bắt đầu di chuyển từ đây vô trong mảnh đất thì có 900 mét thôi. Anh chị mình quan sát cái dân cư xung quanh này ha. Dân cư rất là đông. Đó là ở gần cái quốc lộ anh chị. Với lại là khu chỗ bot thu phí cây chanh là khu dân cư tập trung anh chị ơi. Từ cái nơi đây thì mình di chuyển theo cái đường bê tông này anh chị này. Anh chị mình quan sát cái nhà dân này ha. Điện đài này. Mình chỉ di chuyển có 400 mét đường bê tông này thôi. Nên anh chị, từ ngoài đường quốc lộ 14 mình đi vào đây á, thì mình di chuyển khoảng có tầm có hơn 400 mét đường bê tông này anh chị. Là mình đi tới cái ngã ba này, lấy ngã ba đường đất này nè. Bây giờ mình rẽ trái mình đi vào ha. Rẽ trái khoảng có tầm 600 mét thôi, chưa được 600 mét đâu. Là mình vào tới mảnh đất mình anh chị. Cái khúc trục bên kia anh chị nè. Anh chị nhìn á, là đó là sông, đó là đường quốc lộ 14 anh chị. Do mình cái đường mình nó song song với đường quốc lộ 14, nhưng thực sự từ đây qua cái quốc lộ 14 nếu mà hướng đường chim bay chắc cũng cả tầm có 200 mét anh chị ơi. Trước mặt mình á, dân chỗ nhà dân và chỗ xe chạy anh chị. Giờ em sẽ đi vào trong mảnh đất ha. Đây là hơi vướng con dốc chỗ này, đang đi xuống dốc thôi nha anh chị, nhưng mà đường xe ô tô, xe bán tải đi thoải mái nha anh chị ơi. Đây là cái dòng suối mà ôm theo đất của mình nè nha anh chị. Cái mảnh đất mình của này hôm nay em giới thiệu anh chị là ôm 300 mét mặt đường và 300 mét mặt suối này anh chị ơi. Có diện tích là 4,5 hectare, nằm ở xã Nam Đà Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông anh chị. Đây là cái hình mà em vẽ trên flycam cho anh chị, mình có cái tổng nhìn tổng quan về ranh này anh chị ha. Là trước mặt anh chị mình đó, đó là cái bot trạm thu phí anh chị. Từ cái nơi ra, từ cái quốc lộ 14 này, chỗ cái bot trạm thu phí này, mình đi vào đất của mình thì chỉ có một cây số thôi, 400 mét đường bê tông, còn đâu là 600 mét đường đất. Lúc nãy em đi vào mà anh chị mình theo chân em mình di chuyển đó, mình đi tới trước mặt của mảnh đất này anh chị này. Anh chị mình ngắm nhìn, mình quan sát thì mình phải lấy cam ha. Cái mảnh đất mình nó có một quả đồi này rất là đẹp này anh chị. Đây là góc nhìn tổng thể của mình anh chị, là em lượn ra qua sau quả đồi này ha. Trước mặt là từ trên đỉnh đồi trở xuống á, thì ở dưới đó là một cái vùng trũng. Trũng là mình mà có suối lượn quanh anh chị, có suối cái lớn và suối nhỏ lượn quanh đất nữa. Nên là cái mảnh này thích hợp cho anh chị là mình làm về nông trại ha, hoặc là mình xây nhà ngắm view này anh chị. Nhà thì mình làm trên tùy anh chị thôi, anh chị mình làm có thể làm trên đỉnh đồi hoặc là làm ở dưới cái phần lưng chừng đồi đều đẹp hết anh chị. Ở đây là cái hình mặt hình tổng thể này, xung quanh là dân cư cũng có hàng xóm này anh chị. Từ cái nơi khu vực này thì điện nước cũng rất là tiện, anh chị mình quan sát lại thêm một lần trên flycam ha. Sau đây thì xin mời anh chị mình theo chân em sẽ review chi tiết cho anh chị mình cùng xem ở dưới mặt dưới ha. Phần suối đây là suối đá nha anh chị, có phần suối đá, phần là suối đất. Về tổng thể của mặt suối mùa này là đẹp anh chị. Suối mùa này thì nước mát. Đây là được cái là đặc hữu ở khu vực này anh chị ơi. Là bên kia là dãy đồi núi của dãy đồi của Nam Nông á, dãy đồi cao nhất của khu vực tỉnh Đắk Nông anh chị. Chạy dọc bám theo cái đường suối này. Đây hiện tại em đang đứng trên một cầu gỗ ngay chỗ khu vực này anh chị này. Cái mảnh đất này hôm nay em giới thiệu cho anh chị ha. Là ngay em đứng ở nơi đây thì em chỉ ra cho anh chị mình cũng thấy cho mình dễ quan sát này. Cái mảnh đất của mình đó anh chị, là cái ranh đó, là bắt đầu từ cái hàng mà bờ đậm kia anh chị. Là cái chỗ cây á, chỗ cây có cái đường ranh nha, cây đường lớn á. Chỗ đó đi dọc đi lên. Hay chỗ cái gốc cây ở trên kia, trên gốc cây đó một tí xíu có đường ranh đó anh chị. Đường ranh theo cây đó mình bám theo cái dọc cái đường hàng cây sống lớn kia, mình kéo lên trên tới gần đi qua cái hàng cây đó luôn. Là xong bám dọc này ôm theo cái mặt đường này nha anh chị. Ôm theo mặt đường này. Đi liếc qua đụng cái hàng 300 mét mặt đường này.
và đi qua đụng cái hàng bình tiêu của người ta bên kia. Lúc em đi qua đó sau anh chị, cái đất mình ở chỗ này thì mình có cái nhìn tổng quan nhất này anh chị này. Anh chị mình kết hợp mình quan sát thêm lên flycam ha. Là đây là cái rành đó, bắt đầu từ cây lớn đó anh chị. Đó rồi là cái bo đi qua ôm luôn quả đồi này anh chị này. Quả đồi là cái đặc sắc của cái mảnh này này, là quả đồi này cao nhất. Chỉ có phần đồi đó là dốc thôi, và đó là 4,5 hết âm dọc qua đục tiêu bên kia luôn. Phần đất là chất đất là có một phần đất đỏ, ở phần đồi là đất đỏ anh chị, đất đỏ hoa giang. Còn cái phần dưới sình đây này, do cái phần này là sình với suối á. Nếu giả sử như sau này anh chị mình cải tạo thì mình có thể mình làm ao, mình làm ao nuôi cá ở khu vực này nè anh chị ha. Để nước ra nước vô á. Đất ở dưới này là chất đất, dưới này là đất đen anh chị, còn có một phần là đất mỡ gà thôi. Còn cái thế đất của mình là khoảng cả tầm 60% là trũng, còn có 40% còn lại là quả đồi anh chị, quả đồi bự bự á. Nên là nói chung về tổng thể thì cái mảnh này là có được ưu điểm về giá anh chị ơi. Để do là chủ nhà mình tâm sự thật á, chủ nhà mình hiện tại là mảnh này là đang kết nổ anh chị, rất là nhiều luôn. Nên là giá và giá đất view và giá còn rẻ cả giá đất rẫy khu vực này luôn anh chị. Rẻ, phần đó là rẻ quá nhiều. Được cái mảnh này là ưu điểm về giá. Cái mặt đường này anh chị, do là trước là nên chạy đôi ra, đất mình lúc trước là dắp suối, xong cái đường là chạy đôi ra. Nên là còn phần bên này, còn phần bên dắp suối đây là mình sử dụng được nha anh chị. Nãy giờ là em đang đi ở mặt song song mặt suối này. Đây thì điện đài này anh chị, ở lúc nãy ở ngoài anh chị đi vào mình thấy dần là đây điện đây, nếu mình muốn đấu nối thì cũng mình xin đây cũng dễ anh chị. Cái phần ở dưới đan nguyên phần bám trụng dưới đây là phần phần suối và phần view anh chị. Mình có thể mình làm hồ nhỏ nhỏ được. Còn ở suối, còn ở suối em đang đi là chạy dọc lại này để em di chuyển lại cho hết đất luôn anh chị mình nhìn ha. Được cái đặc sắc là có cái quả đồi kia thì nó nhô lên cao chỗ đồi đó thì dốc. Anh chị mình lắng nghe nước suối này ha, ở đây có tiếng nước suối chảy này, lóc rách này. Đây anh chị là ở dưới này á, thì chủ nhà mình trồng ở dưới này thì nhà mình trồng cà hết rồi, chỉ có phần cao trên kia là do gió, chắc là do gió nên là chưa trồng được cái gì thôi. Đây cái bà rành của mình là sát mép vườn tiêu của người ta này nha anh chị này, 300m mặt đường này này, nhà diện tích nó lớn với lại là cái mặt đường nó nhiều á. Lại sau này nếu mà trong này mà đổ cái đường này mà đổ bê tông thì đất mình sẽ hơi lên một chút này anh chị. Đây có vài nhà dân này, có phần bám suối này. Đây quay cái suối cho anh chị xem này. Lúc nãy là em đứng ở cầu trên nha anh chị, giờ em đứng ở cầu dưới. Đây là mình vẫn chưa đi hết đất của mình đâu, đất mình qua tới đây này. Đây thì, anh chị nào mà quan tâm tới cái mảnh đất này á thì hãy gọi số hotline để trong màn hình ha. Em sẽ gửi sổ và em dẫn anh chị mình đi xem đất từ nơi đây về thành trung tâm của ủy ban chỗ chợ Gia Nghĩa, làm mà mất 25 cây thôi anh chị, 25 cây với một cây đường nữa 26 cây. Đây là đường thông những cầu mà đi qua cái xóm người ta đây. Đây là dòng nước của mình này anh chị này, dòng nước suối này, có phần suối đá và phần suối đất. Nói chung về tổng thể thì mát. Cái này anh chị mình làm, mình phát dọn bên cái phần mặt suối bên này á, thì mình trồng thêm cây để mình chơi ha, hoặc là mình dẫn đường nước vô để mình làm hồ ở đó là hướng suối này. Giờ ở khu vực này là bám dãy đồi núi của Nam Nung á, nên là đất quốc giáo hoàn toàn luôn nha anh chị. Hiện tại thì em đang đứng ở trong một trong những cái góc nhìn đẹp nhất của cái mảnh đất này anh chị. Nếu giả sử như sau này anh chị mình làm nhà ở đây á, thì giờ mình làm cái nhà ở đây là mình hướng mặt ở đây ha. Ở dưới này thì mình có thể mấy cái ao này mình hay múc mình nuôi ao nuôi cá này. Đây là có sẵn mô hình VAC anh chị. Còn ở bên kia anh chị phóng cái tầm mắt bên kia này ha, nó là dãy núi của Nam Nung anh chị. Đây thì được cái là khí hậu rất là mát, rất là trong lành. Được cái ngay chỗ bìa rừng anh chị, nên là thật sự là khí hậu rất là mát luôn anh chị. Dòng nước do là dòng nước nó chảy giúp bên kia nữa. Anh đây là mình có thể mình thiết kế những cái đường nước ra nước vô rất là thích hợp cho anh chị nào làm mô hình VAC, là thích nơi yên tĩnh
ta trồng cả mảnh vườn yên tĩnh giá rẻ để trồng cây ăn trái và bên cạnh bìa rừng này. Anh chị nào mà quan tâm tới cái mảnh đất này xin hãy gọi số điện thoại để trên màn hình ha. Em cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video. Em xin hẹn anh chị vào những video lần sau của kênh ạ.